cũng được đâu, không phải là cứ mua dây nào đeo cũng được đâu. Tại vì có những cái sợi dây mà nó làm cho mình cảm thấy là nó rất là sáng, nhưng khi mấy chị đeo thì nó lại bị dễ gãy. Còn cái sợi dây á, nó không sáng bằng nhưng nó rất là tiện dụng, đeo mỗi ngày đều được. Nên mới tùy ý mấy chị nè, mấy chị chọn cái form nào để mấy chị đeo mấy chị cảm thấy ok là được nha. Cảm thấy ok là được rồi. Rồi tiếp tục đây mấy chị, mua mẫu trinh bay. Chị Nguyễn Hải ơi, mình mua mẫu nào vậy? Mình check inbox lên để bên em tư vấn thêm cho mình nha. Chấm một cái đi bên em vào inbox cho chị nha. Chấm một cái bên em vào inbox cho chị nha. Rồi em qua luôn nha, em qua luôn cái mặt dây chuyền này. Ai ưng chốt ngay và liền nha. Giá của nó siêu thương 19 triệu nha. 19 triệu chưa tính viên chủ nha mấy chị yêu nha. Chị Ngọc Như ơi, không có. Chị Ngọc Như ơi, em không có dây... em hiện tại em không có dây nào dài 6 tấc hết á, và cũng không có cái dây nào mà 40 gram hiện tại ở đây hết chị yêu. Tại vì dây 40 gram phải vô cái mặt phải bự dữ lắm mới vô được dây mặt 40 gram. Còn mặt xoàn á thì nó nằm ở mức trung bình từ 20 gram đổ lại thì ok, chứ còn 40 gram là bự dữ lắm chị, không có, hiện tại em không có rồi. Rồi em qua tiếp nha, em qua tiếp mẫu mới nha. Mấy chị vào coi á, mấy chị vào coi nhớ chia sẻ cho em cái livestream ở chế độ công khai nha. Rồi em like thêm một hai cái mặt nữa, bé Thư sẽ hỗ trợ like cho mấy chị xem. Bé Thư sẽ hỗ trợ like cho mấy chị xem nha. Rồi mặt số 3, mặt dây số 3. Đây ạ. À, em nhận 2 triệu nha, không biết của tình yêu nào nhận 2 triệu rồi nha. Không biết của tình yêu nào mà mới chuyển khoản inbox lại giùm em cái. Mới chuyển khoản inbox lại giùm em một cái nha. Rồi mặt dây số 3 giá. Dạ mặt bên số 3 bên em giá là trên livestream là 63 triệu 200 các tình yêu nha. 63 triệu 200. Đây ạ, 63 triệu 200 nha. Mặt dây số 3 63 triệu 200 siêu đẹp. Tấm của nó ở trên này có 6 viên 3 ly. 6 viên 3 ly này mấy chị thấy chưa? Cái mặt này rất là to. Chị nào mà thích to một chút, hoành tráng một chút, chọn ngay cái mặt này giùm em nha. 63 triệu 200. Cái gì rung vậy? Thấy gì rung rung? Điện thoại của ai sao? 63 triệu 200 nha mấy chị yêu nha. Ở trên này đính cho em viên chủ từ 3 ly 9, 4 ly rưỡi luôn. 3 ly 9, 4 ly rưỡi luôn nha. Giá này là chưa tính viên chủ đó mấy chị. 63 triệu 200. Nếu như mà mấy chị mua luôn viên chủ 4 ly 2 ở bên em mà hàng rời á, là tổng mặt dây chuyền này là 73 triệu. 73 triệu nha mấy tình yêu nha. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn em nói mấy chị á hả? Đeo lên tấm to lắm. Chị nào mà thích mặt dây chuyền đeo tấm từ 3 ly trở lên cộng 154 triệu. Sao mai trả lời vậy trời? Cộng 154 triệu rồi nha. 154 triệu thì thôi quá. Của chị Linh. Không biết, chị thấy là Thảo thì chị nghĩ là chị Linh. Nên chị không biết nha, chị thấy không biết, thấy Thảo. Phải không? Rồi em nhận rồi nha. Em nhận 154 triệu rồi nha. Nó bắn nhau bằng bằng rồi kìa. Là sao? Là tại vì chị thấy Thảo nên chị nghĩ là chị đó thôi. Không biết của ai. Check inbox giùm em mấy tình yêu ơi. Mấy tình yêu check inbox giùm em của chị nào inbox giùm em nha. Nếu như 73 triệu thì luôn viên chủ 4 ly 2 nha mấy tình yêu nha. 73 triệu luôn viên chủ 4 ly 2. 73 triệu siêu đẹp luôn. Tắm ở trên cái hoa này là 3 ly hết, toàn bộ cái viền này là 3 ly hết nè mấy chị. Lên đẹp lắm luôn. Chị Thư Đào ơi, mặt này là mình đính viên chủ nha chị nha. Có viên chủ tình yêu, viên chủ 4 ly rưỡi, 3 ly 9, 4 ly rưỡi đều được nha. Giá hồi nãy em mới báo 73 triệu là luôn viên chủ 4 ly 2. Nếu như không có tính 4 ly 2 thì giá là 63 triệu tùy ý. Mình muốn chọn có viên chủ luôn hoặc là mình chọn không có viên chủ luôn là tùy ý mình nha chị yêu nha. Đây ạ, à, em qua luôn mặt dây này luôn. Để biết thấy like, đau cổ họng quá. Mấy chị biết thân ngày này bị nghẹt mũi nè, bị nghẹt mũi nè. Bị kiểu như là thời tiết á mấy chị, cả nhà em bị luôn á. Thời tiết lạnh hả? Thời tiết á. Kiểu mà thời tiết á mấy chị làm cho con người mình nó bị đau cổ họng. Ngồi mới lạnh là hồi là đau cổ họng liền à. Đẹp chưa?
mỗi lần mà nó livestream là bắt đầu á, nó đi vòng vòng rồi nó đọc kinh hồ gì đó, là nó mới livestream, nó cầu cho nó đừng có bị phát quang á mấy chị, nó cầu cho nó đừng có phát quang á. Rồi đây, mặt dây em đang đeo, em like tiếp cái này nữa, là chút nữa bé Thi nó qua nó like bông tai thôi cho mấy chị. Em like hết mặt dây rồi, bé Thi nó qua nó like bông tai cho mấy chị nha. Mặt dây lộn rồi. Dạ mặt dây chị Dung đang mail mã số 4 là giá 28.900 nha các tình yêu. Mẫu số 4 28.900. Mẫu số 4 nha, 28.900, đẹp chưa mấy chị? Ở trên này là đa ba gớt nè, cái này là giống như cái giọt nước gì đó, nhìn rất là xinh. À, coi thử có bị ẩn comment không em. Ai ơn chốt ngay và liền 28.900. Lên thêm nhận nữ đi chị. Chị Kim Thùy đợi xíu nha, mới Thùy lên liền á. Mặt này là kết hay có viên chủ vậy chị? Mặt này là mặt kết đó tình yêu, không có viên chủ. Mặt này mặt kết không có viên chủ nha. Rồi à, em bị à, kiểu giống như là lâu lâu á chị biết sao không, nó bị trôi. Nó trôi xong là phải thoát ra vào lại rồi nó mới thấy được cái comment. Nên nhiều khi mấy chị comment hồi nào mà lâu lắm rồi, bây giờ em mới trả lời là như vậy đó. 28.900 đúng không? 28.900 mẫu số 4, 28.900 nha mấy chị yêu nha. Rồi để em một tí xíu em coi thử em có bị ẩn comment được không. Chị đợi em chút xíu nha, em phải thay lên nhận nữ liền á. Đây nha, siêu đẹp. Em dơ gần cho mấy chị xem nè. Em dơ gần cho mấy chị xem. Cái form này lên xinh lắm mấy chị. Cái form này lên xinh lắm, dễ thương cực kỳ. Mặt dây 4, 28.400. Đây. Ê Cường, 28.900. Cường ghi 100 triệu thôi. Ghi 100 triệu thôi. Đây ạ. À, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Miễn bàn luôn ha. Đẹp lắm luôn. Rồi em qua mặt này nha, em qua mặt này nha. Rồi để bé Thi lên like cho mấy chị nè, để bé Thi lên like cho mấy chị nè. Bé Thi. Cái gì? Inbox quá trời, chết không kịp rồi. Nó bị khủng sao nó báo. Nó giống em á. Ủa. Nè like đi chị chết cho. Ai gì chết cho. Rồi ok mấy chị, rồi bé Thi sẽ like cho mấy chị coi tiếp theo. Coi nhận nữ tiếp theo nè, kèm theo là lên một số mẫu lắc bên em vừa về, mẫu lắc nhỏ nhỏ xinh xinh bên em vừa về nha. Rồi hello mấy chị yêu nha, rồi bây giờ em lên mẫu tiếp tục cho mình nha các tình yêu. Các tình yêu đợi em chút xíu, em lên mẫu ngay và liền nha. Em lên tiếp tục nhận nữ nè các tình yêu. Nhẫn nữ halo vuông đai ba gớt nha các chị yêu nha. Form này siêu đẹp luôn. Trời cái tay tôi dính gì vậy trời. Rồi form này siêu đẹp nha các chị yêu xem nha. Form này halo vuông rồi mấy chị, halo vuông. Form này thấp cho nên mấy chị đeo không có bị vướng. Mấy chị đeo form này xinh lắm. Đai ba gớt nha, dành cho các tình yêu nào đam mê ba gớt nha. Rồi form này giá ở trên like, đợi em chút xíu. Form này giá trên like 52.400. Tình yêu nội ưng chụp màn hình lại chốt liền giúp em nha. Tình yêu nội ưng chụp màn hình lại chốt liền giúp em. Chuyển khoản cọc giúp em 2 triệu và số tài khoản được ghim trên màn hình nha. Rồi đai ba gớt nha mấy chị nha. Siêu xinh luôn, cái form này đẹp cực kỳ luôn. Tấm của nó 2x2. Tấm tròn ở trên đại halo vuông là 2x2 nha các chị yêu nha. Form này mình lên viên chủ từ 5 ly, 5 ly 4, 6 ly giúp em, 5 ly, 5 ly 4 đến 6 ly luôn giúp em nha. Form này 52.400 chưa tính viên chủ nha tình yêu. Tình yêu nào ưng chụp màn hình lại chốt giúp em. Form này mấy chị nhìn nha, lanh lửa đẹp cực kỳ luôn nha các tình yêu. Tình yêu lên viên chủ giúp em từ 5 ly đến 6 ly đều được ạ. Nhớ trên liền luôn. Chị nhớ thích liền luôn, nãy giờ có ao ra coi lại á, cái này bị mất mấy cái cùng chơi. Rồi form này 52.400, 52.400 nhận halo vuông đai ba gớt nha các tình yêu nha. Ai ưng chụp màn hình lại giúp em để cho mấy chị có thời gian mình chụp màn hình lại nha. Đây cái form đai nó đây nha chị Mỹ Quỳnh. Form đai của nó đây nha chị Mỹ Quỳnh nha. Ai ưng chốt giúp em, cọc giúp em trước 2 triệu thôi. Form này em đang có 2 chiếc sẵn tại cửa hàng ạ. Dạ ni em đang đeo là ni số 12 nha các tình yêu. Ni em đang đeo ni số 12, em còn một chiếc nữa ni số 10 nha. Tình yêu nào ưng chụp màn hình lại chốt giúp em.
tình yêu nội ưng, chụp màn hình lại chốt giúp em nha. 52.400 siêu đẹp luôn, giá siêu thương luôn. Đai ba gót nha mấy chị nha, mấy chị đeo ba gót xinh cực kỳ luôn. Dạ đúng rồi chị, chị vệ sinh ở nhà bằng nước bình thường thôi, chị lấy bằng chà đánh răng chị chà sơ giúp em thôi nha, chị đừng lấy kem đánh răng chà nha. Một thời gian sau những cái hóa chất đó nó tích tụ vào ổ xoàng của mình, nó không có đẹp nha các tình yêu nha. Mình lưu ý giúp em, với lại bên em là có bảo hành làm mới là vệ sinh trọn đời cho mình luôn, mình cứ mang ra bên em nha, em làm mới lại cho mình, siêu đẹp luôn nha các chị yêu. Rồi ai ơi chụp màn hình lại giúp em có khách, ai ơi chụp màn hình lại giúp em nha. 52.400 chưa tính viên chủ tình yêu nữa, ơn chụp màn hình lại giúp em. Dạ em chào chị. Rồi ai ơi chụp màn hình này lại giúp em nha, em qua luôn form này, em qua luôn form này nha. Rồi chị ghé qua địa chỉ 35 Trần Phú, phường 4, quận 5 xem nha chị yêu nha, siêu đẹp luôn. Dạ có, tình yêu có, form này lên vừa 5.4 nha tình yêu nha, form này lên vừa 5.4. Cái form này nó là vuông nhưng mà vuông bầu á các chị yêu, cho nên mình đeo nó không có vướng, nó không có bén. Các chị yêu đeo thoải mái, hoạt động hàng ngày thoải mái, không bị vướng nha. Rồi em qua luôn form này, em qua luôn form này ạ. Em lên form tiếp theo, em lên form tiếp theo, một cái form halo tròn nha các chị yêu. Một cái form halo tròn siêu đẹp luôn. Một cái form halo tròn siêu đẹp mà giá cực kỳ yêu thương nha mấy chị yêu nha. Giá form này trên like, đợi em chút xíu, giá form này trên like 41.300. Giá form này trên like 41.300, chị yêu nào ưng chốt ngay và liền giúp em nha. Tắm của nó từ 2 ly đến 2 ly 1, tắm của nó 2 ly đến 2 ly 1 nha mấy chị yêu nha. Form này siêu đẹp luôn, form này siêu đẹp, thiết kế của nó ở đai của nó có 3 hàng tắm nha mấy chị yêu, siêu đẹp luôn. Form này mình lên được viên chủ cho em từ 5.4 trở lên nha các chị đẹp nha. Form này mình lên viên chủ từ 5.4, 6 ly 6 ly 3 đều được luôn nha các chị yêu nha, siêu đẹp đây, siêu đẹp nha. Tình yêu nội ưng chốt ngay và liền giúp em. Những cái form halo đài tròn đó chị đeo là truyền kỳ luôn, mấy chị không có chán. Còn những cái form mà kiểu thuộc theo thời trang á thì mình đeo có thể nhiều chị đeo nó chán. Còn những cái form thuộc về cổ điển đơn giản như thế này mình đeo vài năm sau này luôn, không bao giờ bị lỗi mốt nha. Các chị yêu đeo cứ yên tâm, siêu đẹp luôn. Đây form này em đang có sẵn 2 chiếc tại cửa hàng tình yêu nội ưng, chụp màn hình lại chốt giúp em. Dạ chị Mai Long ơi, mình mua dây chuyền tại shop có chuyển khoản được nha chị nha. Chị Hoàng Mai, chị Hoàng Xuân Mai ơi, cửa hàng bên em là 35 Trần Phú, phường 4, quận 5 chị nha. Bên em mở cửa từ 9 giờ sáng tới 20 giờ tối chị nha. Rồi dây chuyền bên em là bên em bán để phối với mặt kim cương nha các tình yêu nha. Bên em không có bán dây chuyền lẻ, do bên em là chuyên về trang sức kim cương thiên nhiên, cho nên là mình phải mua một cái gì đó dính kim cương giúp em chút xíu nha. Bên em không có bán dây trơn lẻ nha các tình yêu nha. Ngoài ra thì những chị yêu nào mà đã mua mặt kim cương bên em thì bên em mới hỗ trợ bán dây riêng thôi. Rồi form nhẫn này 41.300, chị yêu nào ưng chốt giúp em. Chị yêu nào ưng chụp màn hình lại chốt giúp em nha, siêu đẹp luôn. Form halo tròn này, form halo tròn này tắm kết của nó lên đến 2.1 luôn, cho nên siêu đẹp siêu sáng nha mấy chị yêu nha. Dành cho những chị nào mà thích cái form halo tròn hơi to chút xíu, mấy chị chốt ngay và liền giúp em nha. Form đai đẹp mê ly luôn, đeo form tròn sang lắm nha mấy chị nha. Mình đeo nguyên một set luôn từ trên xuống dưới halo tròn cho em đeo cực kỳ đẹp luôn nha. Chị Thạnh Mỹ một chiếc. Rồi chị Hoa Cọc giúp em trước 2.000.000 nha chị Mỹ nha, chị Hoa Cọc giúp em trước 2.000.000 nha. Rồi form này em còn một chiếc nữa, chị yêu là chốt, tranh thủ chốt giúp em để mình được giá như trên like nha. 41.300 chưa tính viên chủ à. Hoặc chị yêu nào mà chưa muốn mua viên chủ thì bên em hỗ trợ đính viên cao cấp cho mình nha. Ai ưng chụp màn hình lại chốt giúp em, chuyển khoản cọc vào 2 số tài khoản được ghim trên màn hình ạ. Và khi mình chuyển khoản cọc hoặc chuyển khoản thanh toán đủ, mình vui lòng chụp màn hình lại gửi vào fanpage giúp em nha, để em check chuyển khoản của mọi người không bị sót nha các tình yêu ơi. Rồi em nhận 2.000.000 của chị Mỹ, em nhận 2.000.000 của chị Mỹ ạ. Form này em còn một chiếc duy nhất, form này em còn một chiếc duy nhất, tình yêu nào ưng tranh thủ chốt giúp em. Hoặc chị yêu nào có viên chủ rồi mình đem lên em, mình mua vỏ nhẫn bên em,
đem qua em hỗ trợ cho mình gắn viên chủ không tốn phí nha tình yêu nha.